Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bánh cookie mochi ha. Thì cái nhân mochi bên trong thì các bạn tận dụng lại công thức mà mình vừa mới hướng dẫn các bạn ở clip trên nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái vỏ cookie bên ngoài. Nguyên liệu chúng ta cần là 100g bơ lạc. Đây là bơ lạc nha các bạn. 180g bột mì đa dụng. Cái này là 20g bột cacao nguyên chất. Đây là một quả trứng gà. Chúng ta sẽ dùng cả quả luôn. Và 80g đường cát. Nếu các bạn không có đường cát, các bạn có thể thay bằng đường nâu được nha các bạn. Và 2g baking powder. Đây là cái hiệu mình dùng. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành chỉ các bạn nha. À, bây giờ mình sẽ đánh cho bơ mềm đó nha. Bơ này mình đã để gì chỗ phòng rồi cho nên nó rất là mau mềm. Rồi sau khi bơ chúng ta được mềm và bông dưới này, chúng ta sẽ cho đường vào. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ cho từ từ đường vào nha. Các bạn sẽ cho khoảng 2 đến 3 lần đường vào để cho đường nó có thời gian tan nhanh hơn. Rồi sau khi chúng ta cho đường và đánh bông với trứng thành nhiều đợt thì nó sẽ ra hỗn hợp như thế này. Chúng ta sẽ cho cả quả vào luôn. Sau đó ta đánh lại cho nó đều hơn. Các bạn nhớ đánh tốc độ chậm thôi nha. Rồi sau khi trứng tan hết, ta sẽ cho bắt đầu cho bột mì, bột cacao và bột nở vào trên đây. Các bạn lưu ý là cho từng đợt bột vào nha các bạn, chúng ta không nên cho một lần. Đánh tốc độ chậm luôn. Đó, khi thấy hỗn hợp bột chúng ta đã đều như thế này, chúng ta tiếp tục cho thêm một đợt bột tiếp vào. Cho đến khi hết bột luôn. Chúng ta xen kẽ cho cả bột cacao rồi luôn. Cái này là mình đã rây sẵn rồi nha các bạn. Các bạn lưu ý là nên rây bột nha. Rồi chúng ta sẽ cho bột baking powder vào trong hỗn hợp nha. 2g bột baking powder. Sau đó chỉ cần đánh đều nữa. Ở công đoạn này thì cái máy sẽ quay hơi chậm, các bạn có thể dùng khe vét để chúng ta vét nó sẽ đều hơn. Rồi chúng ta dùng khe vét, chúng ta trộn đều bột chúng ta lên. Đây là nhân mochi nè, mình đã vo sẵn. Thì các bạn cân trọng lượng là tầm khoảng 20g. Và cái vỏ bên ngoài bọc sẽ là 36g. Các bạn sẽ tiến hành bọc mochi nha. Các bạn sẽ cân khoảng tầm 30-36g. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ nhấn dẹp nó xuống. Và cho một cục nhân vào. Như là các bạn khi mà các bạn vo xong các bạn nên để tủ lạnh á, tủ mát á, tầm 30 phút thì chúng ta sẽ dễ cầm nó lên, nó đỡ bị dính tay hơn. Sau đó các bạn sẽ bọc tròn đến khi nào mà che hết được cái phần mochi bên trong. Các bạn nắng nó lại. Đây các bạn sẽ tạo hình thành cái hình tròn như thế này ha. Sau khi các bạn đã tạo hình xong nè, các bạn sẽ có thể rắc sô cô la chip hoặc là dừa sấy hoặc là bột hạnh nhân hoặc là hạnh nhân lát đều được thôi các bạn ha. Các bạn hãy cho vào, sau đó nhấn nó xuống và nướng ở nhiệt độ là 190 độ C trong vòng khoảng 12 phút là bánh sẽ chín. Rồi các bạn, mình nhắc lại nhiệt độ nha, là 190 độ C tầm khoảng 12 phút là bánh sẽ chín. Rồi sau thời gian 12 phút thì bánh ta đã chín ha. Các bạn sẽ nhìn thấy nó như thế này. Lâu là nó có một lớp mochi nó hiện ra như thế này. Các bạn sẽ để nguội và thưởng thức nhé. Để mình sẽ xé ra cho các bạn xem thử. Rồi bánh sau khi chúng ta để nguội nè, các bạn thấy nè, nó sẽ như thế này. Mình sẽ xé thử cho các bạn xem nha.
bên ngoài sẽ rất là giòn xốp, bên trong là dẻo của vị mochi. Đây là bên bánh của chúng ta.